Giải sấm trạng trình tập 1. Tiếp theo 4 câu như sau. Ô hô thế sự tự bình bồng, Nam Bắc Hà thờ thiết lộ thông. Hồ ẩn sơn trung mao tận bạch, Kình ngư hải ngoại quyết lưu hồng. Chữ ô hô nghĩa là tiếng than, tỏ ý thương tiếc, than ôi. Chữ thế sự nghĩa là sự việc ở thế gian, việc đời. Chữ bình bồng nghĩa là chỉ cảnh chuyển động lên xuống nhẹ nhàng, lên đên trôi nổi, không nhất định. Các chữ thế sự tự bình bồng, nghĩa động, nghĩa là sự việc ở thế gian, tự nó chuyển động lên xuống, trôi nổi, không nhất định. Nghĩa hẹp, vì đọc câu tiếp theo là ông Trạng Trình nói về một vành đai, một con đường của Trung Quốc qua Việt Nam. Cho nên nghĩa hẹp ở câu này là chỉ sự việc xây dựng con đường, một vành đai, một con đường của Trung Quốc, còn gọi là con đường tơ lụa. Tự nó bình bồng, lúc làm lúc ngưng, làm kéo dài thời gian. Lúc hoài nghi là bẫy nợ của Trung Quốc thì ngưng, lúc không hoài nghi thì tiếp tục làm. Vậy câu ô hô thế sự tự bình bồng, nghĩa rộng là than ôi, sự việc ở thế gian, tự nó chuyển động lên xuống, trôi nổi, không nhất định. Nghĩa hẹp là tiếng than tỏ ý thương tiếc về sự việc xây dựng một vành đai, một con đường của Trung Quốc, tự nó bình bồng, lúc làm lúc ngưng, làm kéo dài thời gian. Tiếp theo câu Nam Bắc Hà thờ thiết lộ thông. Chữ Nam chỉ nước Việt Nam, chữ Bắc chỉ Bắc Kinh Trung Quốc, chữ Hà thờ nghĩa là khi nào, chữ thiết nghĩa là kiến thiết xây dựng, chữ lộ nghĩa là con đường Nam Bắc tức là con đường, một vành đai, một con đường từ Trung Quốc qua Việt Nam. Chữ thông nghĩa là nối liền một mạch với nhau, từ nơi nọ đến nơi kia mà không bị tắc nghẽn, đi qua lại được, ví dụ như đường thông xe cộ, thông tàu thuyền. Vậy câu Nam Bắc Hà thờ thiết lộ thông nghĩa là khi nào con đường Nam Bắc tức là con đường một vành đai, một con đường từ Trung Quốc qua Việt Nam được kiến thiết xây dựng thông suốt, không bị tắc nghẽn, đi qua lại được. Do đoán biết con đường một vành đai, một con đường sẽ bị bình bồng lúc làm lúc ngưng, nên Trung Quốc dự kiến sẽ hoàn thành vào thời gian tới rất dài, là năm 2049. Tiếp theo câu Hồ ẩn sơn trung mao tận bạch. Chữ hồ nghĩa là một chất lỏng sánh đặc, sền sệt như cháo nhừ, ý chỉ dầu thô hay dầu mỏ. Chữ ẩn nghĩa là ẩn kín, ẩn nấp, ẩn giấu. Chữ sơn trung, chữ sơn nghĩa là núi. Nhưng đọc câu tiếp theo, ông Trạng Trình cho biết hòn núi này nằm ở ngoài biển. Vậy, hòn núi mà nằm ở ngoài biển thì gọi là hòn đảo. Ví dụ như đảo Trường Sa, đảo Hoàng Sa, vân vân. Chữ trung nghĩa là ở giữa, ở bên trong. Vậy chữ sơn trung nghĩa là ở trong núi, tức là ở trong đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Vậy các chữ hồ ẩn sơn trung nghĩa là một chất lỏng sánh đặc sền sệt như cháo nhừ, ẩn kín ở trong đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Mà dầu thô hay dầu mỏ là một chất lỏng sánh đặc sền sệt như cháo nhừ, được sinh ra trong các lớp đất đá ở một số nơi trong trái đất. Dầu thô có giá trị kinh tế rất cao vì nó được chế biến ra thành xăng, dầu, nhớt, nhựa đường, giấy, phân bón, vân vân. Cho nên các chữ hồ ẩn sơn trung nghĩa là dầu mỏ ẩn ở trong đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Các chữ mao tận bạch. Chữ mao nghĩa là tiền, tiền tệ, đồng tiền. Chữ tận nghĩa là hết. Chữ bạch nghĩa là sạch sẽ, trống rỗng. Vậy các chữ mao tận bạch nghĩa là hết tiền sạch sẽ, trống rỗng, hết tiền trắng tay. Tức là thời kỳ mà ông Trạng Trình cho biết thế giới phải chịu 10 năm gian nan, cơ hàn đói lạnh, không có tiền, thiếu nguyên liệu sản xuất, vân vân. Do thời tiết làm hư bông trái, làm nền kinh tế toàn cầu bị suy thoái, dẫn đến chiến tranh Biển Đông. Qua câu trong sấm ký tập 2 như sau. Chừng nào chợ lớn hết vôi, Biển Đông cá đặc, cuộc đời lao đao. Lò rèn thiếu thép rèn dao, hết đồng đúc đỉnh, hết thau bán nồi.
Chợ đen vốn một lời mười, gạo châu củi quế lời người than van. Giải bô sánh giá bằng vàng, kẻ đói người rách lan tràn chợ quê. Tiết trời đánh đổ bông quê, nhân dân phải chịu thảm thê quả sầu. Thời kỳ mà thế giới phải chịu 10 năm gian nan đó, được ông chặng trình cho biết bắt đầu từ năm Giáp Tý, qua câu trong Sấm Ký tập 4 như sau. Năm Giáp Tý, vẻ phê đã rạng, lộ ngũ tinh trinh tượng thái hanh. Ân trên vũ thí vận hành, kẻ thư ký tý kẻ canh xuân đài. Bản đồ chẳng sót cho ai, nghìn năm lại lấy hội nơ quẹn toàn. Và đọc tiếp theo trong Sấm Ký tập 4, ông chặng trình cho biết từ năm Giáp Tý là năm bắt đầu bị canh cãi, biến đổi, tàn phá, cho đến năm Tức và Hợi mới được phục sinh. Tức là trải qua 10 năm dư mới được Thái Bình vĩnh cửu. Qua câu, canh niên tàn phá, tức Hợi phục sinh, nhị ngũ dư bình. Và ông cũng cho biết đất nước được Thái Bình vĩnh cửu là cách khoảng 500 năm sau, kể từ khi ông bắt đầu viết Sấm Ký. Qua câu trong Sấm Ký tập 3 như sau. Lục thất dư ngũ bách xưng, bây giờ trở lại xoay dần chốn nao. Hoặc qua câu trong Sấm Ký tập 5 như sau. Hồng lam ngũ bách niên thiên hạ, hưng tộ miên trường ức vạn xưng. Và ông cũng cho biết bắt đầu ông viết Sấm Ký là năm Nhâm Tý 1552. Qua câu trong Sấm Ký tập 3 như sau. Vừa năm Nhâm Tý xuân đầu, thanh nhàn ngồi tựa Long Câu nghỉ đời. Quyển vàng mở thấy sấm trời, từ đinh đổi giờ chí lục thất gian. Vậy các chữ mau tận bạch, nghĩa là hết tiền sạch sẽ, hết tiền trắng tay. Do nền kinh tế toàn cầu bị suy thoái 10 năm, ứng với những năm nào? Chúng ta tính xem có trùng hợp với dự kiến hoàn thành một vành đai một con đường của Trung Quốc vào năm 2049 không? Ông Trạng Trình cho biết đất nước ta được Thái Bình vĩnh cửu làm chủ thế giới là khoảng 500 năm sau. Vì có chỗ ông nói 500 năm, có chỗ ông nói 500 năm dư. Vậy ta lấy số liệu là 504 để dễ tính nhé. Bắt đầu ông viết Sấm Ký là năm 1552. 504 năm sau, nước ta làm chủ thế giới. Tức là lấy 1552 cộng với 504 bằng 2054. Vậy năm 2054, nước ta làm chủ thế giới. Và ông cho biết khi nước ta làm chủ thế giới thì trước đó các nước trên thế giới phải trải qua 10 năm gian nan. Vậy ta lấy 2054 trừ 10 bằng 2044. Mà năm 2044 là năm Giáp Tý. Và ông Trạng Trình cho biết thế giới bắt đầu bị gian nan là năm Giáp Tý, tức là năm Giáp Tý 2044. Và ông cho biết giai đoạn 10 năm gian nan bắt đầu từ năm Giáp Tý 2044, các nước phải chịu cơ hàn, đói lạnh, bệnh tật, chiến tranh, vân vân, cho đến năm Tức và Hợi mới phục sinh. Vậy 10 năm gian nan đó là năm Giáp Tý 2044, năm Ất Sửu 2045, năm Bính Dần 2046, năm Đinh Mão 2047, năm Mậu Thìn 2048, năm Kỷ Tỵ 2049, năm Canh Ngọ 2050, năm Tân Mùi 2051, năm Nhâm Thân 2052, năm Quý Dậu 2053. Tiếp theo năm 2054 và năm 2055 là năm Tức và Hợi thì phục sinh. Vậy 10 năm gian nan cơ hàn đói lạnh bắt đầu từ năm Giáp Tý 2044 cho đến năm Quý Dậu 2053 thì kết thúc. Ta thấy dự kiến hoàn thành một vành đai một con đường của Trung Quốc vào năm 2049 trùng hợp vào khoảng thời gian từ năm 2044 đến 2053, thế giới bị gian nan, nghèo đói, hết sạch tiền. Chú ý, có người cho rằng
Tôi giải đến năm 2044 mới bắt đầu khởi sự, thì quá xa. Vì có rất nhiều người giải chỉ vài năm nữa, hoặc 5 năm nữa, hoặc 10 năm nữa là đến rồi. Hỏi tôi có cách nào giải khác là chỉ vài năm nữa, hoặc 5 năm nữa, hoặc 10 năm nữa là đến không? Tôi trả lời, tôi không có cách nào giải khác. Vì ông chặn trình nói năm có đủ can và chi là năm Giáp Tý thì khởi sự. Phải như ông chặn trình chỉ nói năm Tý mà không có kèm theo chữ Giáp thì chúng ta có thể đoán năm Tý tới là năm 2032, tức là còn khoảng 9 năm nữa là bắt đầu khởi sự. Nhưng ông chặn trình nói năm Giáp Tý mà năm 2032 đến là năm Nhâm Tý thì tất nhiên là không phải rồi. Bây giờ là năm Quý Mão 2023. Chúng ta đếm hoài tới đến năm 2044 mới có năm Giáp Tý. Và lấy năm 2044 cộng 10 năm gian nan bằng 2054 thì mới phù hợp với lời ông Trạng Trình là sau thời gian ông viết Sấm Ký 500 năm dư, nước ta mới làm chủ thế giới. Do lúc bắt đầu viết Sấm Ký là năm 1552 và 500 năm sau, tức là 1552 cộng 500 bằng 2052. Vậy cái mốc từ năm 2052 trở về sau, nước ta mới làm chủ thế giới được. Còn nếu cho rằng 9 năm nữa là năm 2032 là bắt đầu đến, ta lấy 2032 cộng 10 bằng 2042 thì chưa đến mốc 2052 thì không phù hợp. Ta thấy không những ông Chặn Trình nói bắt đầu khởi sự là năm Giáp Tý mà ông Sư Giải Bán Khoai và ông Ba Thới cũng cho biết khởi sự là năm Giáp Tý. Trong cuốn thứ nhất, ông Sư Giải Bán Khoai cho biết bắt đầu khởi sự là năm Giáp Tý qua câu: Hạ nguyên Giáp Tý bằng nay, cơ trời đã khiến lập đời thượng lai. Và trong cuốn thứ ba, ông Sư Giải Bán Khoai còn cho biết năm Giáp Tý là mới bắt đầu nên nghèo đói bệnh tật chưa có nhiều. Qua năm sau là năm Ất Sửu, nghèo đói bệnh tật mới nhiều. Qua câu: Giáp Tý chưa có bao nhiêu, qua năm Ất Sửu bệnh đa đói nhiều. No mai rồi lại đói chiều, giàu nay mai lại nghèo nhiều rất đa. Còn trong quyển nhất Kim Cổ Kỳ Quan, ông Ba Thới cho biết khởi sự là năm Giáp Tý qua câu: Giáp Tý niên, Giáp Tý định ngày, trời xui ách khổ, khổ rài dân ôi. Tóm lại câu: Hồ ẩn sơn trung, mau tận bạch, nghĩa là thời kỳ tiền hết sạch sẽ, hết trắng tay, mà trong hòn đảo có ẩn chứa mỏ dầu. Thời kỳ nền kinh tế toàn cầu bị suy thoái, các nước ngân khố trống rỗng, nguyên liệu khan hiếm. Trong khi đó ở Biển Đông, quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa có mỏ dầu, có giá trị kinh tế rất cao. Như vậy, các nước trên thế giới sẽ làm như thế nào? Chúng ta phân tích tiếp theo câu sau đây thì sẽ rõ. Kình ngư hải ngoại, quyết lưu hồng. Các chữ kình ngư hải ngoại, chữ kình nghĩa là đối địch, chống lại. Chữ ngư nghĩa đen là con cá, nghĩa bóng, ý chỉ tàu thuyền, tàu lặn, tàu ngầm, tàu chiến, tàu quân sự. Chữ hải ngoại nghĩa là ngoài biển. Vậy các chữ kình ngư hải ngoại nghĩa là tàu chiến, tàu quân sự, chống kình đối địch ở ngoài biển. Vậy các nước sử dụng tàu chiến, tàu quân sự, chống kình chiến đấu với nhau ở ngoài biển mà là biển nào? Theo Sấm Ký tập 2, ông Trạng Trình cho biết, khi nào nền kinh tế toàn cầu bị suy thoái, tiền, nguyên liệu rất khan hiếm, đến nỗi chợ lớn không còn dôi để mà bán, thì khi đó các tàu chiến sẽ tập trung dày đặc chiến đấu ở Biển Đông qua câu: Chừng nào chợ lớn hết dôi, Biển Đông cá đặc, cuộc đời lao đao.
Vậy các nước chiến đấu với nhau ở Biển Đông mà ở địa điểm nào? Theo Sấm Ký, ông Trạng Trình cho biết ở Biển Đông các nước chiến đấu với nhau ở hai địa điểm. Địa điểm thứ nhất là đảo Hoàng Sa. Theo Sấm Ký tập 4, ông Trạng Trình cho biết vào khoảng thời gian 10 năm cơ hàn đói lạnh, các nước quyết chiến với nhau một trận thư hùng ở đảo Hoàng Sa qua câu "Cơ nhị ngũ, thư hùng dĩ quyết, đảo Hoàng Sa tam liệt ngũ phân". Địa điểm thứ hai là đảo Trường Sa. Theo Sấm Ký tập 1, ông Trạng Trình cho biết khi trời định làm cho thời tiết hoa màu bị hư bông trái, làm cho thế giới toàn cầu lâm vào cảnh nghèo đói bệnh tật, thì vào khoảng cuối năm con ngựa, đầu năm con dê, các nước sẽ kéo binh đánh với nhau ở đảo Trường Sa của nước An Nam qua câu "Cũ cũ càn khôn dĩ định, thanh minh thời tiết hoa tàn, trực đáo dương đầu mã dĩ, hồ binh bát dạng nhập Trường An". Và những câu trước, ông Trạng Trình có giới thiệu tóm gọn các nước chiến tranh ở Biển Đông vào cuối năm Canh Ngọ 2050, năm Tân Mùi 2051 qua câu "Ngựa đã gác yên không người cưỡi, dê không ăn lộc ngoảnh về tay". Tiếp theo, các chữ "quyết lưu hồng". Chữ "quyết lưu" nghĩa là máu đổ, chữ "hồng" nghĩa là to, lớn, rất nhiều. Vậy các chữ "quyết lưu hồng" nghĩa là máu đổ rất nhiều. Tóm lại câu "kình ngư hải ngoại, quyết lưu hồng" nghĩa là các tàu chiến chống kình đối địch với nhau ở ngoài biển, làm cho máu đổ rất nhiều. Theo bài Nang Thơ Cẩm Tú, Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết các nước đánh với nhau ở Biển Đông có sử dụng bom nguyên tử, bom khinh khí, cho nên làm cho nước biển nóng lên và nô nức sôi sục, làm cho bầu trái đất luân chuyển qua câu "mặt nước biển lô nhô lặn hụp, chim đua bay cá lại tranh mồi, ngọn thủy triều nô nức sục sôi, bầu trái đất một phen luân chuyển". Tóm lại bốn câu: ô hô thế sự tự bình bồng, nam bắc hà thờ thiết lộ thông, hồ ẩn sơn trung mao tận bạch, kình ngư hải ngoại quyết lưu hồng. Nghĩa là than ôi, sự việc ở thế gian tự nó chuyển động lên xuống trôi nổi không nhất định. Khi nào một vành đai, một con đường từ Trung Quốc qua Việt Nam được kiến thiết xây dựng xong thông suốt, thì vào thời kỳ ấy, các nước trên thế giới ngân khố trống rỗng, tiền hết sạch sẽ, hết trắng tay, mà trong đảo Hoàng Sa và Trường Sa có ẩn chứa mỏ dầu. Cho nên, tàu chiến của các nước chống kình đối địch, tranh giành với nhau ở Biển Đông làm cho máu đổ rất nhiều. Như vậy, nếu Trung Quốc dự kiến đúng, sẽ xây dựng hoàn thành một vành đai một con đường vào năm 2049 xong, thì năm 2050 chiến tranh Biển Đông. Khi chiến tranh Biển Đông kết thúc, kế tiếp là chiến tranh ở vùng Thất Sơn Bảy Núi để tranh giành đền vàng điện ngọc. Muốn biết chiến tranh ở vùng Thất Sơn được hòa bình như thế nào mà nước ta trở thành cường quốc làm chủ các nước, thì chúng ta đọc các câu tiếp theo sẽ rõ.